Thời tiết này làm cho mình thèm một cái gì đó. Trời thì cứ mưa mưa, muốn ăn một cái gì đó nhưng mà chẳng đi đâu được. Lên mạng thì thấy một cái clip là một cái loại bánh khá là giống như bánh xèo, nhưng mà không phải là bánh xèo. Tất cả các nguyên liệu còn lại thì giống như bánh xèo nhưng mà không phải. Rồi nổi lửa lên, chiều thì cứ mát mát, quấy một tí bột bánh xèo, cho thêm ít trứng, bỏ thêm tí thịt, tí hành, rồi bỏ lên cái khung bánh kẹp. Thay vì mình dùng chảo á, thì bây giờ mình dùng cái khung bánh kẹp này nè, mình kẹp lại thì nó sẽ ra được cái bánh. Nhưng mà làm mẻ đầu á, thì nó lại bị hư, làm đi làm lại thì cuối cùng cũng ra được cái thành phẩm ưng ý. Giống như cách ăn nguyên liệu thì giống như cách ăn bánh xèo vậy đó, nhưng mà nó không phải là bánh xèo. Từ nước chấm cho đến rau, tất cả mọi thứ đều là giống như bánh xèo, nhưng mà không phải bánh xèo. Mình cũng không biết gọi bánh này bánh gì nữa. Thì bánh xèo á, thì người ta sẽ cuộn bánh tráng, rau rồi tới bột bánh xèo bên trong. Còn bánh này á, thì mình sẽ làm ngược lại. Bánh kẹp xong á, sẽ cho mỏng giống như cái bánh tráng vậy đó. Mình sẽ để ở bên ngoài, bỏ thêm tí rau, tí đồ chua bên trong. Rồi mình cuộn lại, mình chấm ăn cũng khá là thú vị. Mọi người thử đi nhé, mình không biết tên gọi là gì luôn á. Mà nếu mà mọi người biết bánh này tên gì á thì comment phía bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người.